Xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay Office Sài Gòn của chúng tôi đang có mặt tại công ty môi trường Nông A để gặp gỡ với anh Khắc Huy. Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta biết về những khó khăn trong quá trình tìm kiếm văn phòng của mình. Chào em, anh tên là Huy. Anh đang đại diện bên công ty Đông A. Anh đang thuê tại địa chỉ 81 Phan Lung, phường 7, quận Phú Nhuận. Anh hiện tại anh thuê ở đây cũng được gần 2 tháng. Thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như là mọi người được biết là trong cái quá trình tìm kiếm văn phòng thì bên mình đã gặp những khó khăn như thế nào không ạ? Thì nói chung là bên anh khi đi tìm kiếm văn phòng thì nó rất gặp những khó khăn như là về bên diện tích nè, rồi bên khoảng cách giữa bên khoảng cách địa lý, như ví dụ là đường xá hay là những cái gì đó. Nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là khó khăn như là. Nên anh cũng muốn khi mà anh lên mạng anh search thì có rất nhiều công ty tư vấn, nhưng mà cũng nhiều công ty tư vấn những cái địa điểm mình không có hài lòng, và đặc biệt là giá cả. Nhiều vị trí mình thuê văn phòng này là lần đầu tiên nên giá cả thì nhiều lúc nó cũng hơi cao. Nên khi mà mình liên hệ với Office Sài Gòn thì được tư vấn một cái địa điểm ở 81 Phan Lưu này. Dạ, thì khi mà liên hệ với Office Sài Gòn á thì Office Sài Gòn đã hỗ trợ anh những gì để anh có thể tìm được một cái văn phòng vừa ý như vậy ạ? Thì trước mắt là anh thấy cái giá lúc mà bên anh có gọi bên Office Sài Gòn thì có tư vấn một cái giá ở bên quận Phú Nhuận, là cái giá này cũng đang như bên anh mong muốn, nên anh cũng đã liên hệ với bạn đó và bạn dẫn anh đi xem văn phòng. Và khi anh đi xem thì thấy văn phòng này cũng rất là ok, thích cái văn phòng này và bắt đầu đặt cọc để mình chọn đây là nơi đặt văn phòng của mình tại đây. Thì sau khi mà tìm được văn phòng vừa ý như vậy thì anh có lời khuyên nào muốn chia sẻ đến những các công ty đang trong quá trình tìm kiếm văn phòng không ạ? Thì trong cái lúc mà tìm kiếm văn phòng thì chắc chắn là mấy bạn sẽ đi tìm nhiều nơi, tìm nhiều địa điểm tư vấn. Nhưng mà mình hy vọng mọi người sẽ tìm đến Office Sài Gòn để được tư vấn tốt nhất. Em cảm ơn những chia sẻ và những lời khuyên của anh. Qua đây thì em chúc công ty mình sẽ ngày càng thành công và phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Office Sài Gòn. Văn phòng cho thuê chuyên nghiệp Office Sài Gòn, hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn.